Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang đến với bản tin thời tiết du lịch ngày 24 tháng 2 của Đài truyền kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị, thuộc xã Sơn Hà, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình và nằm trong quần thể danh thắng Tràng An, di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới. Hang động Thiên Hà như một hang động thần thoại, nơi mà du khách một khi đã bước chân vào tham quan thì sẽ cảm nhận như thể chính mình đang thưởng ngoạn từng thước phim sống động với những cảnh tượng tuyệt mỹ khiến người xem phải trầm trồ khen ngợi. Bên trong hang động, quý vị sẽ thấy rõ được sự khéo léo xếp đặt của tạo hóa khi tạo thành hai khu vực riêng rẽ là động khô và động ướt với những vòm hang rủ nhũ xuống, tạo thành những hình thù vô cùng kỳ thú. Không gian mát lành và trong trẻo bên trong hang làm cho ai nấy đều cảm thấy dễ chịu. Không chỉ vậy, bức họa non nước hữu tình còn trở nên sống động hơn với những âm thanh vang vọng của tiếng nước chảy nhẹ nhàng, tiếng mái chèo thoang thoảng vang lên, hòa cùng tiếng gió vi vút len qua vách đá, tựa như nhạc khúc thiên nhiên ngân nga rót nhẹ nhàng qua tai, tạo cảm giác thư thái và trải lòng cùng vạn vật. Thời tiết Ninh Bình trong 3 ngày tới chỉ có mưa ở một vài nơi, trời còn rét về đêm và sáng sớm, trưa chiều trời giảm mây và có nắng ấm, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời và du lịch. Sáng sớm, du khách cần lưu ý đề phòng sương mù làm giảm tầm nhìn. Không riêng gì Ninh Bình, tại các tỉnh khác thuộc khu vực Bắc Bộ, do không khí lạnh trên đà suy yếu, di chuyển ra phía biển và gần như chưa có đợt bổ sung mới, cho nên thời tiết hầu khắp các nơi tiếp tục ấm dần lên. Trong 3 ngày tới, khu vực chỉ còn có mưa ở một vài nơi và trời chỉ còn rét về đêm và sáng sớm. Tuy nhiên, tình trạng sương mù vào sáng sớm dày đặc khiến cho tầm nhìn giảm mạnh xuống dưới 1 km, do đó du khách cần lưu ý để đảm bảo an toàn khi di chuyển. Còn vào thời điểm trưa chiều, trời có xu hướng giảm mây và nắng ấm, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời và du lịch. Đến với khu vực miền Trung, đới gió đông dầu ẩm cũng tiếp tục đem đến cho các tỉnh thành phía Bắc đèo Hải Vân, từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, những ngày sương mù xuất hiện làm giảm tầm nhìn khi di chuyển vào sáng sớm. Còn hầu hết các thời điểm khác trong ngày, mưa chỉ xuất hiện vài nơi, tiết trời về đêm cũng ấm lên, nắng xuất hiện nhiều hơn trong ngày, giúp cho các hoạt động du lịch thuận lợi hơn. Còn đối với các tỉnh Trung Bộ nằm ở phía Nam đèo Hải Vân, cụ thể là từ Đà Nẵng trở vào cho tới Bình Thuận, thời tiết hầu hết là ít mưa, trong ngày nắng ráo duy trì, sóng gió trên các vùng biển không mạnh. Vì thế, nơi đây sẽ là lựa chọn lý tưởng cho các hoạt động du lịch, tắm biển và du lịch biển đảo. Dự báo mức nhiệt độ ngày đêm ở khu vực này chủ yếu dao động trong khoảng từ 21 cho đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên tiếp tục là sự lựa chọn lý tưởng cho những chuyến du lịch nghỉ dưỡng của du khách khi mà nơi đây vẫn tiếp tục chuỗi ngày không mưa và có nắng đẹp. Nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến dưới 30 độ, vì thế du khách có thể an tâm tham quan các địa điểm ngoài trời, khám phá vẻ đẹp của phố núi. Tuy nhiên, ban đêm và sáng sớm trời còn rét, nên quý vị đừng quên mang theo đầy ủ áo ấm, nhất là khi phải di chuyển vào thời điểm này. Đến với Nam Bộ trong khoảng thời gian 3 ngày tới, du khách cần tiếp tục lưu ý với kiểu thời tiết nắng và khá nóng vào ban ngày. Do đó, các biện pháp chống nắng sẽ rất cần thiết cho du khách khi chọn nơi đây làm điểm đến. Thời tiết khô hanh, và đặc biệt đối với một số đô thị lớn ở miền Đông Nam Bộ sẽ có nắng nóng nhẹ với mức nhiệt lên trên 35 độ. Bởi vì hình thế thời tiết chính vẫn là rìa phía nam của không khí lạnh có cường độ yếu, kết hợp với hoạt động ổn định của áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ, trời sẽ hoàn toàn tạnh ráo trong suốt 3 ngày tới. Hy vọng những thông tin vừa rồi sẽ giúp quý vị chuẩn bị chu đáo cho hành trình du lịch sắp tới. Sau đây sẽ là chi tiết nhiệt độ các điểm du lịch lớn trên cả nước. Xin chào và hẹn gặp lại!